thiếu nhi hát cũng, hay hay cũng hay. Làm tăng cơ đây. Em trồng dạng bông trước cửa nhà em, em dành một tay cho cô giáo hiền. Dạng bông lên đôi chen sắc thơm, nhưng ngà ngào hơn là cây bông hồng. Cây bông hồng em trồng tặng cô, cắm hoa hồng tươi như hen ngày hồi mát chiều vui hương, như tình hương mẹ cô dành cho chúng em. Mến chào quý bà con cô bác nha. Hôm nay thì một câu chuyện nữa thì muốn kể cho mọi người nghe, đó là một cô gái Quỳnh Như, năm nay con mấy tuổi? 5 tuổi. Quỳnh Như 5 tuổi, có một giọng hát rất là hay và hát được rất là nhiều thể loại nhạc. Thì nay Đức Hiền cũng đến Đồng Tháp để thăm hai mẹ con. Ơi, Đức Hiền cho chú Hiền chào con gái nha, chào Quỳnh Như, em chào chị nha. Quỳnh Như gửi lời chào tới quý ông bà cô bác đi con. Con chào ông bà cô bác. Con tên là gì? Là Quỳnh Như. Con bao nhiêu tuổi? 5 tuổi. 5 tuổi. Con đang học lớp mấy? Học lớp lớp 2. Chú Hiền nghe bà con giới thiệu là con là có giọng hát rất là hay nè, rồi ca rất là nhiều thể loại nhạc nè. Hôm nay chú lặn lội đường xá xa xôi qua tới đây, rồi mong Quỳnh Như thể hiện một bài hát gì đó thật là hay cho mọi người cùng xem, cho mọi người cùng biết. Nếu mà ví dụ Quỳnh Như mà có khiếu hay là có cái gì đó mà hay về âm nhạc thì có thể là có một ai đó vô tình có ông bầu xô nào đó, hoặc là một người nghệ sĩ nào đó xem được rồi có thể giúp cho con phát triển tài năng. Ok không? Ok. Đó. Một phong cách rất là xịn ha. Rất là thoải mái. Con ăn cơm chưa? Dạ con rồi nghe, nói dạ thưa. Dạ, dạ nói phải có đầu có đuôi nha. À, Quỳnh Như ơi, nay con bây giờ con hát bài gì chú Hiền nghe thử coi. Đứng dậy thưa liền. Tên tay thưa. Dạ. Dạ con nói là con hát bài gì? Lớn rồi. Ừ. Bây giờ con hát bài gì nè? Hát bài gì? Bài hay hay rồi nhớ lại coi. Bài gì nói ra? Bắt này chạy ra đi. Hay là sao? Ông nói chứ thiệt chạy ra. Bây giờ chưa chưa bây giờ chưa nè bây giờ giới thiệu bài con hát bài mắt nai cha 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 đúng không? Giờ con giới thiệu đi. Con tay lại thưa. Con thưa. Con xin hát một bài mắt nai cha cha. Ok, đâu con hát thể hiện luôn coi. Lớn lên. Lớn lên cho con. Cô bé ơi, lớn lên. Hay, rồi tiếp tục hay gì? Rồi, hay quá hay rồi. Con xin hát tiếp. Con xin hát tiếp. Bài gì? Chạy lần cô bé đầy lòng bên xem.
Nhưng mà không nói em chưa kịp nói. Ôi cô nàng sao mà dễ thương, nhìn anh hai cái là muốn cô. Tiên không là trên không mà nghe em hạt lòng. Cho anh xin lần quen chơi hóa hai bên bì đường nào. Anh em em tâm xem nó lo nha nhìn nghe. Yêu anh đi chị không chỉ tìm hóa tâm mua qua cho em. Rồi hết rồi hả? Rồi ngồi xuống đây tâm sự xíu đi. À, cho chú Hiền hỏi là con hát những cái bài nhạc này là con từ con học hay gì? Ai dạy con không? Con tự con học ở điện thoại luôn. Con tự. Cái nào con ấm thì con kia mẹ dạy. Dạ. Con hát để con kiếm tiền cho cha, con mua thuốc cho cha uống. Kiếm tiền mua thuốc cho cha uống. Cha ở đâu? Cha ở nhà chị ba. Là sao hiện giờ là cha có ở đây với con không? Là sao chị là cho em hỏi cha bệnh cũng như hồi lúc chị với ông là chấp nói rồi có được bé này à. Rồi 8 tháng được bắt đầu ông nhậu nhậu cái quầy tự ông đi à. Ông đi rồi giờ cái bị bệnh tai biến ở nhà chị ba lại là ở nhà ngoài nhà ông quá nhà ông là, nhà là con của ông là thứ ba à. Dạ. Ông ở đâu trước mấy đứa con hai đứa mình giờ chấp nói với chị rồi mình nên bé được bé này. Vậy hiện giờ là anh không sống chung với chị? Không, không có sống chung nhưng mà cũng như lâu lâu á thì chị cũng chở bé này ra cho nó thăm ổng. Đúng rồi. Lúc trước thì ổng cũng còn tới lui. Đúng rồi. Rồi giờ ổng bệnh rồi ổng không có tới lui thì chị cũng chở bé này ra thăm. Đúng chính xác. Hôm bữa mùng 2 Tết chị cũng chở ra thăm. Thì nói đâu ngay gặp mừng lắm, ra thăm gặp mừng lắm. Cái chị mới thấy vậy, chị mới lấy điện thoại quay clip á. Quay clip đem về đưa cho mẹ chị xem. Tại vì mẹ chị già đâu có đi thăm được. Cái bà nói thôi đi không phải thăm, nó quay clip đi về cho tao coi. Không chị phải làm gì là em đã chấp nhận công nhận như vậy. Không chị cũng thấy con luôn. Cái là mình phải hướng cái điều là hướng gì còi hết chứ cha ví dụ mình người lớn mình làm gì làm thì con cái mình bắt buộc mình phải dạy con điều tốt gì cha đi ra thăm nó vì mẹ nó gặp ổng mới bắt đầu nó sợ hồi lúc nhỏ nó sợ là hồi lúc mà nghĩa là anh bỏ bé đi lâu chưa? Hồi lúc là bé này mới có 8 tháng, giờ bé này 5 tuổi rồi đó. À, nghĩa là vì công việc gì đó anh bệnh nên anh không đến thăm được, đúng không? Ông không, ông bệnh là khoảng năm mấy này. Lúc trước thì ông bê tha. Lúc trước thì ông còn mạnh thì ông còn tới lui. À, tới lui nhưng mà bê tha không lo cho con. Không lo. Nhậu nhẹt ha. À, nhậu. Giờ à. Thì nằm một chỗ rồi, chị cũng nên... Giờ cưng hỏi nó, cha nhậu rồi đó, con có hỏi cha, kêu cha đừng nhậu gì không, nó nói cho nghe. À, trước là con có khuyên cha không? Có. Con khuyên thì sao đâu? À, không nghe. Thí dụ như sau này mà con làm ca sĩ có nhiều tiền con có lo cho cha không? Có. Có. Dạ nha, dạ có, chính xác là phải nuôi ha. Nuôi cha mẹ đúng không con? Dạ đàng hoàng. À, rồi con có ước mơ hay sao? Ước mơ là gì? Ước mơ con đi làm kiếm tiền con mua thuốc cho cha uống thuốc. Giỏi, quá ngoan quá, nói gì thì rất là dễ thương. Con có mơ làm ca sĩ không? Có. Có mơ làm ca sĩ. Hiện giờ thì con em nó hát có nhạc là hay hơn hay là sao chị? À, nó cả bài Tạo Về Quê Hương cũng được. Nghĩa là nhạc người lớn, nhạc tiền chiến làm được hết. À, nhạc Tạo Về Quê Hương cũng được, rồi Ôi Tình Yêu cũng được, rồi nhạc Thiếu Nhi. Thiếu Nhi được luôn, tại vì nó hát rồi, Thiếu Nhi mà. Đúng rồi, rồi ví dụ như Giọng Cổ làm được không? Giọng Cổ bây giờ thì nó ca được bài Giọng Kim Lan. Đâu thưa đứng dậy thôi khỏi ngồi đi ngồi đi cho nó khỏe đi rồi, bây giờ hát một chú đây, bây giờ hát bài gì? Giọng Kim Lan hả? Giọng Cổ đúng không? Ờ Quỳnh Như ca cho chú thì nghe bà con nghe đây. Lớn lên dân vườn tháng năm mong chờ hứa duyên trao lời ngày anh về lứa đôi hạnh hôn tiếng đường xin sao tâm hồn buồn dạt dào nhớ hương nào giờ em chờ làm phấn hồng miếng tô mập duyên tương lai có nhau trong đời lòng gọi mời nắng mây trời bay hè qua khô mát đông xa nắng xuân nhiều vàng tràn lan chốn mong trang nơi ngày trung quang mà tim chạm tha mà đêm tâm nét tim yêu lên lùng quanh yêu em người ở đó mẹ
quá hay, quá hay vợ ta. Rồi hát bài gì nữa đi. Rồi giờ hát bài gì, hát bài thiếu nhi đi. Bài thiếu nhi đi. Bài thiếu nhi hát hay hay. Cô Hồng Tân Cô đi. Em trồng dáng bông trước cửa nhà em dành một tay cho cô giáo hiền. Vàng bông lên đôi chen sắc hồng, nhưng ngày nào hơn là cây bông hồng. Cây bông hồng em trồng tặng cô, cắm hoa hồng tươi như hen ngày hồi mát chiều vui hương, như tình thương mẹ cô dành cho chúng em. Cây bông hồng tấm lòng em đau, dâng lên tặng cô đôi tay mẹ hiền, đôi tay ông cần dịu em. Quá hay, vỗ tay. Ngoài những cái nhạc thiếu nhi nè, rồi con có hát giọng cổ được nè, thì nhạc xưa con hát được luôn nè, đúng không? Dạ, 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 được hát được hết ha. Hàng ngày thì con cầm điện thoại con nghe là con hát, đúng không? Dạ. Con múa rồi, nhiều con theo người ta múa gì đó ha. Quá mà, hát hay quá. Dạ. Cái hỏi kèm trả lời. Dạ. Con có hâm mộ một ca sĩ nào đó không? Có hâm mộ ai không? Ca sĩ nào nói cho chị nghe coi. Quỳnh Như. Quỳnh Như hả? Ca sĩ nào con sĩ Quỳnh Như? Quỳnh Như hát bài bài gì? Bài bông đào phải không? Quỳnh Như hả? Có ca sĩ nào nổi tiếng không? Hay là ca sĩ Quỳnh Như là nổi tiếng nhất? Còn ca sĩ nào nữa không? Còn ca sĩ nổi tiếng nữa không? Không hả? Hâm mộ Mai Quy hả? À, Nhật Kim Anh nào có thích không? Thì cái anh ca cũng hay đó đúng không? Bây giờ con ca bài đám cưới như mơ cho ông bà cô chú nghe đi. Nhà sập sình nhà vui quá vui, tiệc cưới mừng quen ôm sắm đôi, lê ra mắt tay trong tay, chiếc nhẫn xinh cất riêng đôi mình, cả hai họ đều tươi như hoa, hồng gọn gàng là bao câu ca, lê ca chúc chúc cho hai người chúc trăm năm hâm viên nồng. Mai bên nhau cha con đầy đàn, gồm tiếng cười người vui quá vui, gồm hâm nồng nào ta uống say, một ly nữa chúc cho duyên tình, mai sân tươi suốt cuộc đời, dầm bên nhau như ca mai chầu. Này hàng tóc đòi tóc, này đôi uống mộng mới, chiếc áo dài cài nhiều hoa xiên, mừng em nhé hạnh phúc, mời ăn nhé hạnh phúc, đám cưới mừng học đêm nhớ mong. Quá hay, vỗ tay.